Cái như này là nó bị khóa rồi này, chúng ta bỏ qua luôn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị tên là Dead in Progress. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ôi trời ơi, đèn pin có như không. Đáng lẽ ra tôi không nên ở đây. Rất có khả năng cao là tôi sẽ dính vào lao lý, nhưng mà đây là dành cho bố của tôi. Kia là một cái gì? À, nó là cái đèn gì đấy các bạn ạ. À, có lẽ chúng ta phải vào đây. Sao kia lại có con gấu bông nhỉ? Ok, vậy chúng ta thử tương tác con gấu bông này xem nhé. À, nhìn ghê quá các bạn ạ. Thôi, có lẽ là bỏ qua. Có vẻ như là có một thanh gỗ đã chặn ngang cái cửa này. Tôi không thể nhìn vào bên trong. Nhìn được ngoài nhỉ? Ok, thôi thì chúng ta phải đi cửa kia rồi. Khả năng cao là cửa này rồi. Đây là một cái gì đây? Cần phải có một cái thẻ. Rồi, chúng ta phải đi tìm cái thẻ chăng? Tìm cái thẻ ở đâu nhỉ? Ở kia lại có cái lối đi nữa kìa. Có lẽ chúng ta ra đấy nhé. À, ấn spacebar để nhảy. Rất là hiếm khi mình thấy game kinh dị có cái tính năng là nhảy các bạn ạ. Thường là sẽ chỉ có cúi và chạy thôi. Đây, có lẽ chúng ta sẽ phải đi vào từ đường này. Đúng rồi, lối này. À, đây, bây giờ những cái thứ kinh dị mới bắt đầu xuất hiện các bạn ạ. À, mình nhìn thấy cái thẻ kia rồi. Không biết chúng ta có vào đấy được không. Đây là nhà vệ sinh này. À, cho nhà vệ sinh thì gần như là không có gì rồi. Kìa, các bạn nhìn thấy cái thẻ không? Mình nhìn thấy cái thẻ kìa. Đó. Phải vào đây chăng? Ok, ở đây không có gì hết. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để vào được đằng kia. Nhảy ngồi chăng? Không được các bạn ạ. Cần phải tìm cái chìa khóa của cửa lễ tân. Chìa khóa của cửa lễ tân. Có thể nó sẽ ở trong này. Cái game này nó có cái cấu hình. Quên mất lại cấu hình. Cái game này nó có cái... nó như nào nhỉ? Cái đồ họa nó giống với cả cái tựa game mình đã từng chơi là mẫu vật số 65 các bạn ạ. Ừ, đúng rồi. Đây, đây. Đây rồi các bạn ạ. Vậy là bây giờ chúng ta có thể lấy cái thẻ kia. Ủa? Mình vừa lấy được cái chìa khóa. Hay là cái chìa khóa kia nó lại dành cho cái cửa này chăng? À, cửa này các bạn ạ. Ở đây lại có một cái chìa khóa khác này. Đây có cái gì đây? Ok. À,
là nó sẽ là chìa khóa của cái cửa này nữa này. Ai đây? Bắt đầu có những cái tiếng động kinh dị rồi đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cửa này, lấy cái này rồi chúng ta té thôi. Xem ở đây có những cái gì khác không nhỉ? Có loot được cái gì nữa thì chúng ta sẽ loot các bạn nhé. À, có vẻ ở đây là không còn cái gì để loot nữa rồi. Thôi được rồi, không sao, chúng ta sẽ quay lại cái lối kia. Cần một cái xà beng. Chúng ta có thấy cái xà beng ở đây không nhỉ? Hy vọng là chúng ta sẽ thấy một cái xà beng ở đây. Bây giờ bảo mình quay lại từng đấy chặng đường mình cũng ghê lắm các bạn ạ. Không dám quay lại đâu. Chúng ta phải đi tìm một cái xà beng để có thể cậy cái ván gỗ kia ra. Nếu mà mình là cái xà beng thì mình sẽ ở đâu nhỉ? Nếu mình là một cái xà beng thì mình sẽ ở trong nhà vệ sinh. Có vẻ không đúng chứ các bạn ạ. Xà beng thường thường nó ở đâu nhỉ? Nếu mà mình là một cái xà beng thì mình sẽ ở mình sẽ ở đây. Úi dồi ôi. Kinh dị. Trời ơi. Cái xà beng ở đâu nhỉ? Trong này chăng? Nhưng ở đâu đấy, nó được cất ở đâu đấy trong này này. Không đúng rồi các bạn ạ. Vậy thì chúng ta chỉ có thể đi vòng ngược lại thôi. Tôi chết rồi. Cửa đấy đã không di chuyển được rồi nhá. Không vào được rồi. Có lẽ chúng ta phải quay lại đây. Đây rồi, xà beng này. Hết hồn. Con gấu nó vẫn ngồi kia các bạn ạ. Ok, xung quanh không có ai cả. Ok, chúng ta vẫn ổn. Rồi, chúng ta vẫn ổn các bạn ạ. Ok, vậy là ở hai bên này là không có cái gì để loot nhá. Chúng ta sẽ chỉ có thể đi sâu vào trong kia thôi. Cửa này khóa rồi này. À, cửa này thì lại vào được này. Úi dồi ôi, cái kim tiêm to thế nhỉ. Sợ thế nhỉ. Căn phòng này nó có cái gì đấy nhưng mà có vẻ chúng ta không lấy được. Ok thôi, chúng ta bỏ qua nhé. Rồi, chắc chắn là không có cái gì để loot rồi. Nên chúng ta sẽ bỏ qua các bạn nhé. Trong này thì sao? Trong này cũng khóa này. À, ok. Cần phải có một cái chìa khóa vào đây. Thế còn ở đây thì sao nhỉ? À, ở đây thì lại vào được. Úi dồi ôi, đi lên tầng 2 các bạn ạ. Chúng ta chưa lên tầng 2 vội nhá. Chúng ta sẽ đi khám phá đến hết cái hành lang này đã. Để xem là ở cái hành lang này còn có cái gì nữa. Sẽ có cái vòi hoa sen ở đây nhỉ. Cửa này thì khóa này. Cửa này chắc chắn là khóa rồi.
Cái nào mà nó bị bịt bịt như thế này là khả năng cao nó bị khóa rồi. Chúng ta bỏ qua luôn, đỡ tốn thời gian. Ủa, sau đây lại có hai cái miếng gì phát sáng này. Cần phải tìm một cái thẻ màu đỏ để cần phải tìm một cái thẻ màu đỏ và cần phải bật được điện thì chúng ta mới đi tiếp được. Phải có một cái nút màu xanh đặt ở đây thì mới đi xuống được. Game này phức tạp phết nhỉ. Game này nó không như mình nghĩ các bạn ạ. Cần phải có một cái nút màu đỏ. Đây là nút gì đây? Một cái cầu chì. Ok, vậy nhà vệ sinh là không mở được rồi nhé. Có lẽ là chúng ta phải lên tầng 2 thật các bạn ạ. Bắt buộc phải lên tầng 2. Cửa này vẫn là cửa điện này. Thế còn đây? Cửa này khóa chắc chắn rồi này. Thôi bỏ qua nhé, chúng ta lên tầng 2 đã. Mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở trên tầng 2. Mở luôn hai cửa ra cho chắc ăn. Có gì chạy cho nó nhanh các bạn ạ. Rồi, lên tầng 2 nhé. Chìa khóa phòng kho. Sao đây lại có những cái như kiểu là có ai đang rào mọi thứ lại nhỉ? Chúng ta cần một cái fuse nữa. Có thể là chúng ta phải xuống phòng kho. Bây giờ chúng ta xuống phòng kho, chắc chắn là ở dưới phòng kho nó sẽ có nhiều thứ cho chúng ta lấy hơn. Đây phòng kho. Hình như vừa có ai lướt qua các bạn ạ. Đây. Ở dưới này thì sẽ nhiều thứ hơn. Ôi dồi ôi, có mỗi cái cầu chì thôi, cũng không có gì nhiều cả. Mình nghĩ là có lẽ các cái cửa kia có điện rồi đấy. Chúng ta xuống kiểm tra xem nhé. Đây, cửa này. Cửa này đúng không nhỉ? Đây, rồi, cửa này mở rồi. Úi sao tối thế nhỉ? Thôi, cái này chắc chắn là khóa rồi các bạn ạ. Những cái mà nó bị chặn chặn như thế là nó khóa rồi. Chúng ta bỏ qua luôn. Đấy, những cái như này là nó bị khóa rồi này. Chúng ta bỏ qua luôn. Chạy từ trong này ra này, sang bên này này, sang bên này, nó có để lại cái gì cho mình không ta? Có để lại cái gì không? Không để lại cho mình cái gì cả. Quá ai mới chẳng vật. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị dọa nữa. Sau đây có cái cửa màu tím nhỉ? Cần phải có một cái chìa khóa màu tím. Chúng ta đi lên trên này chăng? Có một con gì đấy nó ở đây với chúng ta các bạn ạ. Đây là cái núm núm màu đỏ này. Rồi, chúng ta nhặt được cái núm màu đỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây để tìm cái núm màu xanh nhé. Vậy là chúng ta đi từng đấy chặng đường chỉ để lấy một cái núm màu đỏ này thôi. Mình quên luôn là cái núm màu đỏ nó lắp cho cái chỗ nào rồi. Sợ lắm. Lâu lâu mới có một cái tựa game kinh dị đáng sợ như này các bạn ạ. Đây à, mình nhớ không nhầm. Ui trời.
Kinh quá nhở, máu me văng tung tóe khắp nơi. Ui rồi ôi, rồi ôi. Cái này là kiểu đại đại tiệc tiết canh các bạn ạ. Quá kinh khủng. Mình nghe tiếng gõ cửa nhưng mà thôi, tốt nhất là chúng ta đã đi đến đây rồi thì chúng ta bỏ qua luôn. Có thể trong này sẽ có cái núm màu xanh cho chúng ta chăng? Có thuốc gì này? Ô, nhưng mà chúng ta lại không lại gần được các bạn ạ. Một cái cưa này. Một cái gì như kiểu cái bể bơi, cái gì đấy. Ôi. Làm gì làm nhanh rồi té thôi các bạn ạ. Này hơi ghê rồi đấy. Ở đây có cái gì cho chúng ta không? À đây cái núm màu xanh rồi. Ờ chúng ta nhặt được cái núm màu xanh rồi. Hết cả hồn khiếp. Cái chanh này. Quá kinh khủng. Tự nhiên thấy có cái trần ở đây thì cửa này mở được không? Không mở được. Thôi, nhanh. Nó đang chơi mèo vờn chuột với chúng ta rồi các bạn ạ. Có thể là nó đang cố làm cho chúng ta kiểu bị phát điên đấy. Chúng ta sợ quá, chúng ta sẽ không làm gì được nữa. Lúc đấy nó ăn thịt nó mới thích các bạn ạ. Chúng ta phải kiểm tra xem ở trong này chúng ta không vào được này. Trong này không vào được. Đây nó là cái mê cung à. Ây à. Đây có gì cho chúng ta loot không nhỉ? Có vẻ là không rồi. Máy tính từ thời Tống thế này thì khả năng cao là không sử dụng được rồi. Chỉ có thể là chúng ta đi bên này nữa thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác rồi các bạn ạ, bắt buộc phải đi bên này. Chúng ta chuẩn bị tinh thần bị dọa này. Tự nhiên cái game mà nó cho chúng ta đi một cái hành lang dài như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị dọa rồi. Một là chúng ta bị đuổi, hay là chúng ta bị nó hù hay như thế nào đấy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ bị dọa nhá. Cứ chuẩn bị tinh thần. Thôi cứ chuẩn bị tinh thần là đây vào đây trước các bạn ạ. Thôi, tự nhiên lại có một cái khoảng trống rộng như thế này thì thôi, chúng ta không vào đây vội, chắc chắn vào đây bị dọa này, chắc chắn luôn. Ai đấy? Ôi, có người các bạn ơi, có người vừa ngó ở dưới cuối kia kìa. Cần phải tìm cái chìa khóa phòng phẫu thuật cho cửa này. Chìa khóa phòng phẫu thuật à? Chìa khóa phòng phẫu thuật là phải... Ôi giời ơi. Chúng ta làm cái gì nhỉ? Chúng ta làm cái gì để cho chúng ta đỡ sợ nhỉ? Chúng ta hát vậy nhá. Ok, phải chúng ta sẽ hát bài ba con gấu ấy. Hát bài ba con gấu các bạn nhé. Gồm xe mari gà hàn di bê sò áp ba gồm ô ma gồm e ghi gồm áp ba gồm mình tung tung hê e ghi gồm à đâu cái gì đó ô ma gồm ẩn nai chi hê Ê ghi gồm mình. Chìa khóa đâu? Tua kia hoa. Ướt sư
Đây là phòng phẫu thuật mà, thế chìa khóa của phòng phẫu thuật đâu? What the hell? Đừng dọa tao, đừng dọa tao, đừng dọa tao. À, đây 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 đây. Đây mới là phòng phẫu thuật các bạn ạ. Phòng phẫu thuật nó có nhiều phòng. Đây, rồi, chìa khóa đây rồi. Gồm xe Maria hắn gì vậy? Sao áp ba gồm, ôm ba gồm, hay gì gồm? Áp ba gồm, mình chân tung hay. Ê ghi gồm mình appa xong đến ôm ma nhỉ, ôm ma gồm mình nice. Chi hê ê ghi gồm mình cho hoa kia hoa. What the fuck? Cái gì đấy? À, mình lại tưởng kiểu bị dọa hay cái gì đấy chứ hóa ra. Thôi xong. Có con gì nó đang ăn ăn cái gì dưới kia các bạn ạ? Tôi chết rồi. Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta có chìa khóa của căn phòng màu tím rồi nhá, nhưng mà thật sự để mà nói thì mình thôi chết rồi, chắc chắn là chúng ta phải vào đây rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác cho chúng ta nữa rồi các bạn ạ. Bắt buộc phải vào đây rồi. Thôi rất vui được phục vụ các bạn. Rất vui vì các bạn đã theo dõi video của mình. Nhưng mà chắc chắn vào đây là thôi chúng ta ngỏm rồi các bạn ạ. Tự nhiên cái chỗ này nó lại rộng rộng thế này thì chắc chắn là lại có nhiều thứ kinh dị. À đây là cái gì đây? Chỉ là cái nốt thôi các bạn ạ. Chắc chắn là sẽ có nhiều thứ kinh dị xảy ra với chúng ta ở đây rồi. Không còn cái sự lựa chọn nào khác rồi. Không còn những cái khả năng khác xảy ra sau khi về đến không không bị dọa. Thế là sai kịch bản à? Ô, tưởng bị dọa mà lại không bị dọa, thế là sai kịch bản à? Game này nó hack não thế nhỉ? Rồi chúng ta đi đâu nhỉ? Ok, vậy chúng ta sẽ quay về căn phòng màu tím nhé. Còn cái gì nữa không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm là không còn cái gì cả, chỉ còn có mỗi căn phòng màu tím đấy thôi. Ok. À, căn phòng màu tím nó ở đoạn nào nhỉ? Chuẩn bị bị dọa này, chuẩn bị bị dọa này, chuẩn bị bị dọa này. À, không bị dọa. Căn phòng màu tím nó ở đâu nhỉ? Nó trong này đúng không nhỉ? Mình nhớ là căn phòng màu tím nó ở cuối cuối kìa. Nhưng mà chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ bị dọa. Này, chuẩn bị này, chuẩn bị này, chuẩn bị này. Không bị dọa. Cái gì cơ? Có vẻ như là tôi đang bị phát điên. Đây có cái nốt. Đừng có sợ. À, Lucy đừng sợ. Ok. Từ nãy giờ thay mấy cái quần rồi lại bảo đừng sợ. À, ok, chúng ta có cái thẻ màu đỏ rồi. Thẻ từ màu đỏ các bạn ạ. Đây, chúng ta chuẩn bị tinh thần chỉnh lại quân tư trang của chúng ta. Phá đảo cái game này các bạn nhé. Cái này chuẩn bị bị dọa này.
À, không bị dọa. Mình biết ngay mà con gấu bông nó có vấn đề mà. Đấy. Chuẩn bị đằng sau có con gì nó đuổi này. À, chạy cong đít lên luôn này. Ôi, chạy 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 thật nhanh các bạn ạ. Chúng ta phải chạy thật nhanh. Để vượt qua cái. Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Ôi thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi. Trời ơi. Sao ở đây nhiều ghế massage thế nhỉ? Ghế massage lại còn kiểu gỗ lim gỗ gụ thế này. Bệnh viện này ăn chơi thế nhỉ? Massage cho nhân viên cho bệnh nhân lại có là ghế massage bằng gỗ này. Mình rất nghi ngờ. Biết ngay mà nó sẽ dọa mình mà. Này, chuẩn bị bị dọa này. Nó chạy ngang qua mặt mình này. À, nó lại không dọa mình cơ. Nó lại không dọa mình cái lúc mà mình chuẩn bị tinh thần, nó lại dọa mình cái lúc mà mình không chuẩn bị tinh thần cơ. Thế nó mới khôn nạn chứ. Input the code đó. Code gì? Làm gì có code gì? Đây lại có cái mũi tên màu đỏ này. 1968. À, reply 1968. 196886. Ok. Này nhau CEO. Như có ai đấy nấp trong cái tủ này các bạn ạ. 196886. Ok. Nào. 196886. Ua. 196886. Enter. Ấy ấy ấy. Ok. Bảo chúng ta đi lên trên này các bạn ạ. Thế nó mới khổ. Đúng không nhỉ? Chúng ta có lên trên này được không nhỉ? Có vẻ là không lên trên này các bạn ạ. 1986 68. Chúng ta nhầm cái gì nhỉ? À đây này, đây đây nó là cái cho chúng ta nhìn này, cái đầu ô tô này, 68 này, 19 này, 86. Ôi đấy chứ. Đấy, thông minh thế chứ. Nhìn lại cho chắc nhá. Này, 8 68 19 86. Ok, 68 19 86. Đấy, thông minh thế chứ các bạn. Thông minh lên. 681986. Ôi giời ơi, tưởng gì. À đây rồi, chúng ta lấy được cái túi gì rồi. Bây giờ thì cần phải thoát ra khỏi đây. Thoát ra khỏi đây kiểu gì? Đi lên trên này chăng? À, thoát ra khỏi đây có nghĩa là chúng ta sẽ quay lại cái đường đầu tiên chúng ta vào đấy các bạn ạ. Ok. Hay là mắt 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 xa tí nhỉ? Thôi không. Chúng ta đi về luôn các bạn nhé. Nhìn trước, nhìn ngang ngó dọc trước. Rồi. Chạy thật nhanh. Hết hết sức luôn, hết tốc lực luôn, tốc biến ra ngoài cửa luôn. Chuẩn bị đuổi.
À, may quá chúng ta chưa chết các bạn ạ. Chúng ta vẫn còn sống. À, vậy là hết game rồi. À, vậy là video đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bruh.